chào mọi người, lại là mình đây đến từ vườn giống Hải Đăng. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu về một cây giống đến từ Thái Lan, đó là cây hoa mai xanh, một cây mà thân leo, dành cho các bạn mà ưa cây thân leo tại ban công. Cây hoa mai xanh thì cấu tạo rất đơn giản, là một cây thân gỗ leo tường và có lá hình bầu dục dài khoảng 12 đến 20 cm. Về hoa thì hoa mai xanh có màu xanh thẫm và nở rất là nhiều. Nếu bạn nào có hoa tây tốt thì có thể chăm sóc cây hoa mai xanh trở thành Nếu bạn nào có hoa tây tốt thì hoa mai xanh có thể trở lên đẹp hơn. Và hoa mai xanh thì đặc biệt là ưa nắng và tưới nhiều nước. Nếu chúng ta trồng cây trưởng thành thì một ngày chúng ta phải tưới ít nhất là một lần. Đây, các bạn có thể thấy lá hoa mai xanh hình bầu dục và to. Cách trồng của hoa mai xanh thì cũng rất đơn giản. Chúng ta chỉ việc cho cây hoa mai xanh vào bầu và tưới nước. Nếu bạn nào có nhu cầu mua cây hoa mai xanh thì hãy liên hệ với số điện thoại 0966446329. Địa chỉ là ngách 68/45, ngõ 68.